nâng chân lên, hít hơi vô miệng, 1, 2, 3, 4, 5, hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Nâng chân lên, hít hơi vô miệng, 1, 2, 3, 4, 5, hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Làm như vậy 10 lần cho anh. Thở ra nhẹ nhàng, hạ chân xuống. Thở ra bằng mũi nha. Hít hơi vô bằng miệng. Tiêu anh sẽ chỉ cho em thở nước nâng cao, nghĩa là em hít hơi vô bằng miệng xong em úp mặt xuống, em nín thở lại, em đếm 1, 2, 3, em hãy thở nước ra, hiểu không? Với lại để cho em đỡ bị lạnh luôn, đúng không? Chứ em thở liên tục nó bị mất hơi, liên tục nó sẽ bị lạnh, hiểu không? Người cá là cần phải giữ hơi, hiểu không? Rồi, làm. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ ôn lại bài tập. Đúng. Đúng rồi, đó chính là thở nước đúng chuẩn của người cá. Hít hơi vô bằng miệng, thở hơi ra bằng mũi dưới nước nào. Đúng rồi, ngóc mặt lên là ngẩng mặt lên liền. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh thở nước giống em. Rồi. Đó. Hai anh em làm rất tốt. Anh xích gần lại em. Hai anh em thở nước gần nhau. Và bây giờ làm theo Tiêu Huynh chỉ dẫn nha. Coi mấy em làm được không nha. Hít hơi vô bằng miệng, úp mặt xuống, nín thở đếm 1, 2, 3 rồi mới thở nước ra. Đúng rồi, úp mặt xuống, nín thở đếm 1, 2, 3 rồi mới thở nước ra. Mấy em quên nín thở rồi. Úp mặt xuống đã, để lỗ mũi xuống nước đã, rồi đếm 1, 2, 3 mới thở nước ra. Không được thở nước ra vội. Đúng rồi. 1, 2, 3. Đúng rồi. Trời ơi, các bạn cũng xuống nữa hả các bạn? Sao mình định trốn các bạn rồi cũng không thoát khỏi vậy? Nói vậy. Đó. Trời. Thở nước 10 lần đi. Rồi, bạn người cá này, nghe nè. Lesson, buông bạn ra để bạn tập nhanh lên. Lesson, nắng quá nè. Em quay cho. Lesson, buông bạn ra lẹ lên. Để em quay cho anh. Lesson kỳ quá vậy ta. Rồi, nè em là nghe anh nói nè. Bây giờ để tập luyện sức bơi dẻo dai bền của người cá thì em phải tăng cái lần nín thở dưới nước lên nha. Bây giờ là em hít hơi vô bằng miệng, xong rồi em lắc đuôi, rồi em nín thở để 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 em mới được quyền ngóc đầu lên hít hơi vô bằng miệng tiếp nha. Rồi, bơi như vậy 10 vòng trong nhịp độ như thế. Nếu mà em cảm thấy mệt thì em chỉ cần đếm tới 5 thôi được rồi, không cần phải đếm tới 10 nha. Rồi làm đi, một vòng cho các bạn xem luôn nè. Hít hơi vô bằng miệng. Rồi úp mặt xuống, lắc đuôi, rồi nín thở đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi thở hơ, rồi ngóc đầu lên, hít hơi vô bằng miệng tiếp, úp mặt xuống, lắc đuôi, đếm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, rồi thở ra. Rồi, giỏi lắm. Rồi làm như vậy 10 lần coi có bị mệt hay không. Còn bé ơi, bây giờ tới phiên em nha. Hít hơi vô bằng miệng xong làm động tác chân. Còn lại bè gót chân ra, đạp nước ra hai bên, khép sát chân về. Rồi thở ra bằng mũi dưới nước. Đúng rồi. Đúng rồi. Hít hơi vô bằng miệng nào em. Rồi làm động tác chân. Rồi thở ra. Rồi em đi lên đầu tập. Lát xin bị nghe theo lời. Rồi bây giờ chơi. Thấy con người cá này không thấy đuôi ta. Rồi. Rồi hít hơi vô bằng miệng. Hít hơi vô bằng miệng. Rồi làm động tác chân. Đúng rồi. Đúng rồi. Rồi thở ra bằng mũi. Đúng rồi. Vậy nha. Rồi được rồi, được rồi. Bây giờ chú em cũng đi lên lầu luôn với anh luôn. Em tập vậy được rồi. Bây giờ anh sẽ hướng dẫn em kết hợp tay và thở nha. Duỗi thẳng tay ra, úp mặt xuống.
thở ra bằng mũi rồi kéo tay, ngóc đầu lên, hít hơi vào bằng miệng, rồi tay đưa về chấn thủy nữa nè. Đúng rồi, đúng rồi, làm đúng rồi đó, giỏi lắm. Đúng rồi, 10 lần nha. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đây là động tác kết hợp tay và thở, nhưng mà mấy ngón tay nhớ khép sát lại nha. Đúng rồi, cái tay á, cũng được đó, cũng đẹp đó, nhưng mà sửa cái tay lại như thế này. Đâu, rồi hít hơi vào bằng miệng đi em, rồi úp mặt xuống, rồi duỗi thẳng tay ra, rồi tay mới đầu ngang như vậy, rồi thở nước ra nè, thở ra bằng mũi nè, thở ra bằng mũi xong hết chưa, rồi tay mới nghiêng một góc như thế này, hai cái bàn tay nghiêng 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 xéo vậy, hai cái bàn tay nghiêng như vậy, rồi kéo tay qua hai bên ấn nước xuống nè, đó đúng rồi, ngưỡng mặt lên hít hơi vào bằng miệng nè, rồi đưa tay về chấn thủy nè, đưa tay về chấn thủy, rồi úp mặt xuống nè, thở ra bằng mũi tiếp, rồi đúng rồi, rồi đúng rồi, giỏi lắm đó, đúng rồi nha. Tập như vậy đi, hôm nay em tập BS em cảm giác như thế nào, tiếp thu bài tốt không em, rồi em có bị nước vô lỗ tai không? Không. Em có bị nước vô lỗ mũi không? Có. Tại sao nước vô lỗ mũi vậy? Có phải lúc mà em ngẩng mặt lên em không có nghiêng cái mặt tạo thành cái độ dốc để nước nó chạy vô lỗ mũi đúng không? Bây giờ làm sao để nước không vô lỗ mũi nữa, em nhắc lại anh coi. Hít hơi vào bằng miệng lúc ngẩng mặt lên như thế nào để nước không vô lỗ mũi? Nghiêng. Nghiêng một góc như thế nào? Nè, nghiêng một, nghiêng tạo độ dốc như vậy đúng không? Rồi. Ôm lại nha. Thở ra bằng miệng. Hít vô bằng miệng. Hít vô bằng miệng. Thở ra bằng mũi. Thở ra bằng mũi. Rồi kết hợp với động tác khởi động chân trước khi xuống nước như thế nào nè. Ngồi ra ngoài đây, ngồi ra ngoài đây, mình ngồi xuống nè. Mình ôm lại để mình tự nhớ, để mình về mình còn tập luyện ở nhà thêm nữa. Rồi đúng không? Rồi, ngồi xích ra, ngồi xích ra để anh quay cho dễ nè. Đó. Rồi, nằm xuống chống hai cái tay. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Rồi nâng chân lên, hít hơi vào. Đánh chân 1, 2, 3, 4, 5. Rồi thở nhẹ ra để chân xuống. Đúng không? Rồi nâng chân lên, hít hơi vào bằng miệng. Hít hơi vào 1, 2, 3, 4, 5. Rồi để hạ chân xuống, thở ra bằng mũi. Đúng không? Về làm tập mấy bài này nha. Rồi còn bài nào nữa không? Bài khởi động nào nữa? Lắc cổ tay, cổ chân đó. Đúng rồi, đứng dậy lắc cổ tay cổ chân cho mấy bạn coi xem. Đúng rồi, lắc tay chân này xoay xong, hít hơi vào, xong rồi thở hơi ra, xong rồi đổi qua chân khác, hít hơi vào bằng miệng, rồi lắc cổ tay cổ chân, rồi thở ra bằng mũi, xong đổi chân khác, đúng không? Lần sau vô là em nhớ khởi động về cho anh nha. Rồi bài tập gì nữa ta? Thở nước nè, đúng không? Thở nước là nhớ có hai bài thở nước nha. Hít hơi vô bằng miệng, thở ra bằng mũi. Rồi thêm một bài tập nữa là hít hơi vô bằng miệng, nín thở lại, đếm 1, 2, 3, thở ra bằng mũi. Đúng không? Về nhà em tập cho anh thử. Hít hơi vô bằng miệng rồi đếm 1, 2, 3, 4, 5 rồi mới thở ra bằng mũi nha. Ờ ok. Rồi tập như vậy nha. Với còn bài gì nữa không ta? Rồi cái bài tai hồi nãy đó. Ờ, tay ếch, rồi kết hợp tay với thở nè. Tay duỗi thẳng ra, úp mặt xuống, thở ra bằng mũi. Rồi nghiêng tay một góc 60 độ, kéo tay ngóc đầu lên, hít hơi vào, ưỡn ngực lên, hít hơi vào, rồi tay đưa về chấn thủy, rồi đúng rồi. Đúng rồi, kéo tay. Đúng rồi, nhấn nó xuống, ngừng, rồi hít hơi vào bằng miệng. Rồi úp mặt xuống. Rồi, đúng rồi, em đã nhớ bài rất tốt.
bắt tay cái nè, hẹn gặp lại bạn lần sau nha. Bạn này đúng là học bơi quá nhanh quá lẹ luôn các bạn ơi. Một ngày mà các bạn ấy đã tiếp thu bài rất tốt, giống như là người cá Sonic, học nhanh hiểu nhanh quá mà.